Hiện nay là cái lều của hai lều cho cả hai lều. Hiện nay đã bị sập hết. Hiện nay không còn một tí nào nữa. Sập đổ hết rồi. Tí là đập vào đầu. Đập vào đầu mà tôi đã bị gãy lưng rồi. Chưa? Các ông các bà nhìn xem cái lều của bộ đội dựng đấy đã bị hỏng hết rồi. Bây giờ sập hết, nước lặng, không làm thế nào được. Nhưng như này các bà. Đây là cái lều dựng trước. Đấy. Cái lều dựng trước hiện nay là người ra ngoài thì phải dựng. Người ra ngoài là ngoài phải dựng và phải dựng ở đây này. Đấy, đó. Cái lều thứ hai, cái lều thứ hai bên này cũng bị sập hết. Đấy, không còn có được đường sang đấy. Mà bây giờ tôi rút tay ra ngoài như thế này. Đấy. Đây là cái lều dựng trước. Rất là khổ sở. Nước rồi. Tất cả. Không có cái lều nào. Không có chỗ nào hết, tất cả khổ quá. Đấy, bây giờ bà xem. Bà xem bên kia xem thế nào đi. Không thể thì chết. Hiện nay là mì tôm này, hay là hàng hóa nhu yếu phẩm ở bên này cũng bị ướt hết rồi. Rất là căng thẳng. Hai lều của bộ đội dựng cả hai. Cũng bị sập hết cả hai. Còn cái bà nhìn kỹ hơn. Kỹ hơn là bây giờ cái lều thứ hai này. Hiện nay đã sập hết rồi, sập hết, không còn một cái tí nào nữa. May là vẫn còn một cái cọc trống ở giữa. Cho nên là bây giờ hiện nay là hàng hóa nước vào, ướt. Đấy, đây cái bà nhìn xem. Có thế nước nữa, nó vít bị sập hết. Thế nào rồi? Không thể dứt được, dứt làm sao được. Cứ lại thế. Thế này là đang bà thử người làm nè. Sập hết rồi. Thế là không có phước đổ quạt. Quạt hết rồi. Đổ ngửa ngang, ổ điện. Ổ điện hết nơi này đây. Ổ điện này là khu nơi cao rồi. Bà toán nha, bà toán y tá đang đi chống như vậy đấy. Đang ở ngoài chưa vào. Ôi trời ơi. Đó. Đó là cái bà thôi. Không có bà bây giờ. Đứng đường chọc này, thế này là thế nào như nào rồi. Đấy, giờ hai ông công an ở ngoài kia thì trông bốt ngoài đó. Bảo đây, cứu đi. Cứu đi. Qua xem tình hình báo cáo với lại chủ tịch với nhà bên này công an phường như nào nhé. Giờ đây là chỗ này có hai bước sập cả hai rồi đấy. Không còn làm chuyện được nữa rồi. Đó, còn ở ngoài đèo ấy thì cũng là hiện nay là chỉ có 90 được một ít nhỏ thôi, còn một nhỏ cũng bị rồi hết. Họ mai là họ rút hết đấy, đấy cũng là xem nào nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.